con dâng lên Thiên Chúa chí tôn, lời cảm mến Chúa khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về, xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn, lời cảm mến Chúa khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Về khắp phố phường và trên thôn trang, con khấn cầu cho nhân dân Việt Nam thái hòa, để mọi người cùng đoàn kết vang lời hoan ca. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về, xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang.
kia. Kính Chúa Thánh Thần. Tiếp đến là đội Thành Đồng sẽ thổi câu bài, sau đó trang phục sư sẽ làm phép nước và sẽ sau đó đội kèn sẽ thổi một bài và bắt đầu là trang phục sư sẽ làm nghi thức làm phép nước và sau đó là làm phép thuyền. Xin mời các đoàn. Chỉ hồn con ở kia.
nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn rất thân mến, giờ phút này trước khi chúng ta làm phép thuyền, chúng ta cùng với nhau để tham dự nghi thức làm phép nước, để xin Chúa thánh hóa nước này và rảy trên người và trên những phương tiện di chuyển của chúng ta trong năm mới 2020 này. Xin Chúa chúc lành qua việc chúng ta rảy nước thánh trên con người và trên phương tiện. Chúc lành cho chúng ta được bình yên, chúc lành cho những phương tiện đi đánh bắt trong năm mới này gặp được nhiều điều tốt đẹp, nhất là thu lượm được nhiều hải sản để mưu cầu đời sống cho bản thân và làm vinh danh Chúa trong đời sống đức tin thường ngày của chúng ta. Vì vậy giờ phút này chúng ta cùng sốt sắng tham dự vào nghi thức làm phép nước. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chi thánh, xin đoái nhìn chúng con là những người được con Chúa cứu chuộng và đã được tái sinh trong phép thánh tẩy bởi nước và thánh thần. Xin Chúa đoái thương cho những ai được rảy nước này, được đổi mới xác hồn và trong sạch phụng thờ Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Và giờ đây thì chúng ta cùng nhau lắng nghe một đoạn tin mừng để chúng ta xin Chúa lấy lời hằng sống của Chúa soi sáng cuộc đời và cái bước đường chúng ta đi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret. Dân chúng chen lẫn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đầu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống, và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebedê là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, mời khen Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, chúng ta vừa nghe một đoạn tin mừng. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã lên trên những chiếc thuyền và Ngài ở trên thuyền để giảng lời Thiên Chúa. Chúng ta cũng xin Chúa giúp cho những người đi trên những phương tiện, trên những chiếc thuyền trong năm mới 2020 này luôn luôn biết lắng nghe lời Chúa nói và thực thi những điều Chúa đã dạy, để họ luôn tìm thấy bình an. Và sau khi giảng, Chúa Giêsu đã nói với Phêrô rằng hãy chèo ra chỗ nước sâu thả lưới bắt cá. Và Simon Phêrô đã phải thú nhận với Chúa rằng: Lạy thầy, chúng con vất vả suốt đêm mà không được gì, nhưng vâng lời thầy, chúng con sẽ thả lưới. Nhờ sự vâng lời của Phêrô, Simon mà các ông đã thả lưới, và nhờ sự vâng lời các ông đã kéo lưới lên với một mẻ cá thật lạ lùng. Chúng ta cũng xin Chúa giúp cho chúng ta trong năm mới đi trên những chiếc thuyền này không cậy dựa vào tài năng của bản thân, không cậy dựa vào sức lực của riêng mình, mà chúng ta hãy noi gương Simon Phêrô, đó là
tin thác vào Chúa. Và trong năm mới này chúng ta cũng nói với Chúa rằng: lệnh Chúa, vâng lời Chúa, chúng con sẽ thả lưới. Chúng con sẽ thả lưới trong sự quan phòng và tin thác vào Chúa. Và chúng ta cũng tin rằng với sự vâng lời của mỗi người chúng ta như Simon năm xưa, chúng ta sẽ có rất nhiều mẻ cá lạ trong năm mới 2020 này. Cầu chúc cho tất cả những chiếc thuyền của giáo xứ Ba Lan, dù lớn dù nhỏ, sẽ có những mẻ cá lạ và thật nhiều mẻ cá lạ trong năm mới, để rồi chúng ta sống và làm việc bác ái và giúp đỡ nhiều người đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Vì vậy giờ phút này chúng ta cùng nhau tham dự vào nghi thức làm phép thuyền. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện và xin Chúa thương làm phép những chiếc thuyền này. Xin cho các thiên thần Chúa phù hộ để luôn luôn cứu toát và gìn giữ những ai đi trên những chiếc thuyền này khỏi mọi hiểm nguy. Như xưa Chúa đã dùng pho tê Philippe đem đức tin và ơn thánh cho vị quan sứ Ethiopia khi ông ngồi xe đọc sách thánh, thì xin Chúa cũng chỉ đường cứu độ cho tôi tớ Chúa để nhờ ơn phù trợ họ tận tâm làm việc lành. Sau khi qua những nẻo đường trần gian, họ đang hướng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Quý cha, và trước khi dạy Đức Thánh thì tôi cũng như quý cha, quý thầy, quý sư xin chúc mừng các thuyền trưởng rồi các tổ thuyền của giáo xứ Ba Lan một năm mới làm ăn thành đạt. Chúng ta vỗ một tràng pháo tay để chúc mừng thuyền trưởng của giáo xứ Ba Lan đi xuân cùng với thầy Thái ở phía dưới đó họ xuống ảnh. Còn lại tất cả có gì rồi xin tất cả chúng ta hiệp thiện. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chỉ tôi lời cảm mến Chúa khen cha chỉ lại. Chỉ lời
lên.